Công an thành phố Hải Dương vừa triệu tập nhóm gần 20 thanh niên chủ yếu ở huyện Nam Sách để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng. Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hải Dương phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2022, có một nhóm gần 20 thanh niên điều khiển 10 xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng hú còi vượt đèn đỏ tại các tuyến phố của thành phố Hải Dương. Nhóm này đi xe máy che biển hoặc không đeo biển kiểm soát, cầm theo gậy tiếp soát đinh ba và giao phóng lợn với mục đích gây sự đánh nhau với các thanh niên gặp trên đường. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày tại khu vực trước cổng Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo thành phố Hải Dương, nhóm này gặp và hành hung hai nam thanh niên đang đi trên đường, công an thành phố Hải Dương đã thành lập hai tổ công tác tổ chức tuần tra. Đến khoảng hơn 22 giờ cùng ngày, tổ công tác bắt giữ Lê Công Thành sinh năm 2003 ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách. Chiều qua 11 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an thành phố đã triệu tập nhóm đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong tháng 3 năm 2022, công an thành phố Hải Dương đã khởi tố bắt tạm giam và tiến hành điều tra làm rõ nhiều đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.